cô hai à, rồi đấy cô sẽ thành giá thức và sẽ cô con. Khi bồng tẻ sơ sinh trong lòng, lìa mặt hồn nhiên thu thâm trầm tình mẫu tơ. Đó là ngày nay nuôi con bằng sữa bò sữa bột. Huống chi ngày xưa tôi phải ăn cơm đỏ vui tiêu để tạo bầu sữa ngọt trong tấm thân đã tiều tụy khô cằn. Tôi với cô tuy là nước lã người dân nhưng tôi coi cô là nấm mồ của mình. Hồi cô 4 tuổi, ông bà biểu cho cô thôi bú, buộc lòng tôi phải thoa dầu trên đầu vú, luộc hộp gà quăng như sàn cho cô lụm cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén dẫn cô ra giường cho bú lại. Cô hai ơi, con người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình sao mình chịu cực đi khổ mà. Rồi bây giờ dì hai còn người thân nào không? Nghĩ đây rồi dì đi về sớm hay là đi làm chỗ khác ở Sài Gòn này? À, mà quê dì ở đâu ha? Anh hỏi sao hỏi đủ thứ mà dì biết trả lời sao? Cô với Dưỡng cứ hỏi thật nhiều đi, để tôi được hân hạnh trả lời lần trước. Tôi đi rồi, biết khi nào gặp mặt nữa đây. Sân dịp này tôi cần cầu chúc cho cô với Dưỡng trăm năm hạnh phúc, nhớ hồi trái loãng trên chiếc tâm bạn trôi nổi tảng cư. Cô thường bập bẻ rằng: Vú ơi, vú phải ở với Thanh hoài như vú. Tôi hân hở trả lời: Vú ở với con cho đến già đến chết, nay đã trót 20 năm trời.